Vâng, Phạm Duy xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Tony Channel. Thì video ngày hôm nay Phạm Duy sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn biết cách phân biệt bưởi sống và bưởi chín. Và cách thứ hai là làm sao chúng ta có thể đếm được số múi bên trong cái bưởi này. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Vâng, rất đơn giản nha các bạn. Để phân biệt được trái bưởi sống, trái bưởi chín, các bạn đi ra chợ mua. Thì việc đầu tiên các bạn chỉ cần dùng ngón tay ấn vào. Đó, các bạn ấn vào nó mềm như thế này là biết bưởi chín nha các bạn. Rất là đơn giản nha. Trái bưởi sống thì chúng ta nhấn cái lực xuống thì nó sẽ không có mềm như vậy đâu ạ. Các bạn nhìn này. Đó, và tiếp theo video ngày hôm nay Phạm Vinh sẽ hướng dẫn các bạn làm sao biết được số múi bên trong của ba bưởi. Bây giờ nhìn trái bưởi như thế này các bạn có thể đếm được số múi không? Chắc chắn là không đúng không? Nhưng hôm nay Phạm Vinh sẽ có một cái mẹo giúp các bạn đếm được số múi bên trong trái bưởi. Bây giờ các bạn hãy chú ý vào video thật kỹ nhé. Ở trên cái cuốn của ba bưởi này, các bạn hãy tiến hành khoét nó ra. Rồi bây giờ các bạn hãy chú ý vào màn hình đếm yếu phẩm duy nhan, xuất phát từ cái điểm màu đen này. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, mười này, 11 này, 12 này. Vâng, và Phạm Diêm đón chắc chắn rằng quả bưởi này sẽ có 12 múi. Các bạn hãy đếm vào cái hạt trắng trắng này, nó liên kết với những cái đường sợi dây là cái múi đó. Và Phạm Diêm tính ở đây là 12 múi nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cắt quả bưởi này ra xem bên trong như thế nào ạ. Xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy tiến hành cắt ra khắp bên trong nha. Thì có đóng đúng như lời Phạm Diêm nói hay không? Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau đếm vào bữa này bao nhiêu muối ạ. Bây giờ Phạm Vinh sẽ làm chuẩn tính xuất phát từ chỗ đây nha các bạn. Phạm Vinh chấm ở muối này, bạn thấy không? Nhìn vào thật kỹ nha. Chúng ta đếm này, một muối nè, giờ hai muối nè, ba muối nè, bốn muối nè, năm muối nè, sáu muối nè, bảy muối nè, tám muối nè, chín muối nè, 10 muối nè, 11 muối nè, 12 muối nè. Vâng, và chính xác là con số 12. Vâng, Phạm Duy sẽ kết thúc video tại đây. Hy vọng video sẽ mang đến những điều bổ ích cho tất cả các bạn. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ Phạm Duy ạ. Xin cảm ơn tất cả các bạn.